Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng, và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Nam Bộ thì ngày hôm nay là nơi có cường độ nắng mạnh và chỉ số tia cực tím thì ở mức có hại cho cơ thể. Cụ thể như thế nào về hai chị Thu Hiền? Dạ vâng ạ, khu vực này thì là nơi mà có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao nhất trong thang cảnh báo ạ. Trong đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là Cà Mau ở mức 8, mức 9, mức gây hại rất cao. Tia UV thì có cường độ mạnh nhất trong khoảng thời gian là từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Vì thế quý vị nên hạn chế ra ngoài ở trong thời điểm này. Theo các chuyên gia thì màu sắc và độ đậm nhạt của mắt kính râm sẽ không nói lên bất cứ điều gì về khả năng chống tia UV của kính. Vì vậy quý vị khi mà đi mua kính mát thì nên mua kính có tính năng giảm độ chói, chặn 100% tia UVA và UVB. Dạ vâng, như vậy thì nhiệt độ ở Nam Bộ ngày hôm nay như thế nào vậy chị? Vâng ạ, còn về nhiệt độ thì dự báo là Nam Bộ sẽ là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước đấy ạ. Trong đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi của miền Đông Nam Bộ sẽ có mức nhiệt là 33 đến 34 độ. Còn các nơi khác thì sẽ trong khoảng là từ 31 cho đến 32 độ. Còn ở Tây Nguyên nắng nhiều nhưng mà do có địa hình cao, mức nhiệt dễ chịu với mức nhiệt độ sẽ không vượt quá 32 độ. Ở Bắc Bộ hôm nay trời tiếp tục tạnh ráo và có nắng. Về nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở Hà Nội và toàn khu vực, nhiệt độ phổ biến là từ 27 cho đến 32 độ. Trên biển, dự báo hôm nay ở huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại ở huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết tốt lên, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Dạ vâng, cảm ơn chị với những dự báo chi tiết vừa rồi.